Chào cả nhà. Hôm nay mình làm gỏi lẩu tai heo rong biển luôn cả nhà ơi. À, cái lẩu tai heo mình mua mình sơ chế cho sạch rồi nè cả nhà. Đó. Vậy mình để đây. Cái này là dưa leo cà rốt nè, mình ngâm giấm mình làm chua. Mình để qua đêm luôn rồi cả nhà. Cái này là hồi nữa mình chiên bánh bông tôm mình ăn kèm với gỏi nè. Gỏi là phải có bánh bông tôm mới ngon. Rồi cái này là đồ trộn nè, rau răm, củ hành tím để hồi mình phi thơm á. Rồi mình với cái này là củ hành trắng để mình trộn gỏi luôn. Tí nữa có ớt không cay nữa mà mình quên lấy ra rồi cả nhà. Cái này là rong biển nè, mình ngâm một đêm cho nó ra cát rồi sạch sẽ, rồi mình rửa lại với nó muối rồi nó mặn lắm mọi người. Đó, rồi mình để đây tí nữa mình trộn gỏi. Bữa hổm mình mua nửa ký rong biển á, mình làm món này món kia mà mình thấy là gà rong biển là kết hợp với gỏi là ngon. Bởi vì hôm nay mình làm cái gỏi lẩu tai heo. Rồi cái phần này là cá nè, cá phèn xong của mình nè. Này mình muối xương xương rồi, tí nữa mình chiên giòn. Mình chiên để mình ăn chung với gỏi nè. Đó, mình ăn với cơm. Hôm nay ăn vậy đó cả nhà. Rồi cái phần nước này nó luộc lẩu tai heo nó sôi rồi nè. Đó, mình bỏ cái lẩu tai heo vô nha. Trong cái phần nước này nãy mình có bỏ muối rồi. Đó, rồi bây giờ thì mình bỏ thêm hành nè. Quên, nãy mình quên đập miếng gừng rồi mọi người ơi. Đập miếng gừng mình bỏ vô luôn. Luộc này cho nó. Đó, miếng gừng. Để nắp lại. Cái phần lẩu tai heo nè cả nhà, mình luộc chín rồi, mình cho qua đá lạnh chút rồi mình sắc sẵn luôn rồi nè. Tại hôm nay quay clip mà trời cứ mưa hoài rồi thành ra mình không có quay những cái chi tiết đó. Mà lẩu tai heo này cũng dễ làm mà, sắc nhuyễn rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình trộn gỏi thôi cả nhà. Đây là cái phần rong biển mình cắt cho vừa ăn nè, sợi sợi vừa ăn. Cái này là dưa leo với cà rốt. Nãy mình đã nói với mọi người đó, mình nấu giấm đường mình ngâm để qua đêm nè cho nó giòn á, rồi mình vớt ra mình trộn gỏi thôi nè. Cả nhà thấy nước nó không đó, thoa bự bự cho nó dễ trộn luôn cả nhà. Này củ hành, ớt không cay, rau răm mình sắc sẵn luôn, bỏ vô đây. Đó, có màu sắc rồi đó mọi người ơi. Giờ mình cho cái phần nước mắm nè, chanh, đường, chua chua, ngọt ngọt vậy đó. Tùy theo khẩu vị của từng nhà luôn. Đó, mình rưới vô. Trộn cho nó thấm sơ sơ đi. Tại vì cái cà rốt với dưa leo mình có ngâm giấm đường, mình để qua đêm rồi thì nó đã thấm nhiều rồi, nó ngon rồi. Đó. Giờ mình cho cái lẩu tai heo vô. Ồ, nó có gần gần ngon quá mọi người ơi. Trời cũng đang mưa hơi ồn ấy cái nhà. Cái nhà, cái nhà không cả cảm nhà nha. Không cảm. Bảo mà ở đâu cũng vậy hết á. Ồ, cả nhà thấy ngon không? Ngon quá. Này để mình cho thêm thêm vô miếng nữa cả nhà ơi, chừng 3 muỗng này nữa đi. Bốn đi. Rồi. Mình còn chiên bánh bông tôm nữa là xong. Đây cả nhà thấy không, nó ngon lắm. Thơm nữa. Rồi cái phần gỏi nó xong rồi. Giờ mình đi chiên bánh bông tôm nhưng mà mình không quay luôn á nha, tại mưa quá nó ồn lắm. Nào khi mình dọn ra ăn rồi mình quay cả nhà. Bữa nay mua được cái nãy chú quách trời bự luôn rồi cả nhà. Đó, rồi cái này là cái dĩa cá chiên rồi nè. Vừa ăn ngon quá.
Dạ chào cả nhà, mời cả nhà hôm nay ăn cơm với mình món gỏi. Gỏi với lỗ tai heo. trộn với đó hồi nãy nói rồi ha, con biển. Con biển, gông biển, cà rốt, dưa leo, củ hành trắng cả nhà. Với cá chiên, cá hoàng chiên, cái cá hoàng xong cả nhà, mình chiên. Có muối mặn mặn một chút à. Mình ăn với có kèm theo có bánh phồng tôm. Đó, ăn gỏi với có bánh mồng tôm. Đó bụng mỏng giới thiệu lâu quá cả nhà ơi. Đó bụng rồi. Mời cả nhà dùng cơm gỏi cá chiên với hai vợ chồng cả nhà. Bữa nay cái nải chuối cũng dữ. Mua nải chuối ngon hết sức. Gỏi chua chua ngọt mà cá chiên muốn mặn mặn á, bắt dữ à. Dưa leo với cà rốt á, mình nấu giấm đường, thêm tí muối, mình ngâm mình để qua đêm á cả nhà. Rồi sáng hôm sau mình lấy ra mình đổ nước nó bỏ mình trộn lại á, với chanh đường đồ mới á, là tất nhiên là mình trộn lần hai á, giống như mà làm nhà hàng vậy đó. Thành ra nó không có nước nhiều mà nó ngon nữa. Nó tại vì bản thân nó đã thấm rồi, mình để tủ lạnh ngăn mát qua đêm nó đã thấm rồi. Mình trộn lần hai thôi, ngon quá. Ăn để mình xúc vậy nè. Mình ngồi ăn riêng cũng được. Em biết cái tại muốn ăn cắm cơm cho hết. Mỗi lần mình ăn gỏi với bánh mồng tôm riêng nó mới ngon. Mình để mới ăn mới đã. Nó rẻ ăn mượn dĩa rồi xúc bánh mồng tôm ăn khỏi cơm. Ta ăn phải dặn miếng cơm. Ăn gỏi không hồi sợ nó sót ruột. Nó gông biển rồi nhá. Làm đi làm lại mình thấy trộn gỏi vẫn là ngon nhất. Rồi thành ra mình làm trộn gỏi kiểu này, trộn gỏi kiểu kia vậy cho nó biến tấu rồi nhiều món cho nó ngon. Con biển này cả nhà trộn với xoài tôm khô cũng ngon. Con biển mình giòn đó, giòn ngon. Ăn chấm gì với cơm ơi. Chút ăn bánh phồng rau. Khỏi chấm luôn tại vì nó vừa ăn quá. Món mình làm cũng lạc mà. Lạc. Ăn gỏi. Ăn gỏi. Ăn vô cơm vậy nè. Đó. Mình ăn với cá chiên nữa, ngon. Cá nhỏ nhỏ mà mình chiên cái chảo nhỏ cái mình xây vòng vòng theo cái chảo nó thành ra nó có cái vòng tròn luôn. Con nhỏ nhỏ chở khó lắm, mình làm nguyên về cái khi mình chở lắm. Bẻ gì cũng được mà. Nguyên về luôn. Cũng được mà dễ ha, muốn ăn sao ăn à. Muốn ăn cả nhà thấy ổng mặc áo màu vàng đẹp cả nhà chói luôn.
có cái bông, có cái rong biển, rong biển á, nó giòn á, có rong biển nó giòn với nó ngọt quá ngon. Hết cơm rồi cả nhà, giờ tới mình ăn gỏi không? À, gấp vô, lỗ tai, cà rốt, dưa leo, miếng rau răm, miếng hành phi, ớt không cay, củ hành. Ôi đồ nó ngon. Này mày dắt chưa nắng. Nó lỗ tai heo mà nó gân gân. Mấy chỗ này là thôi nó ngon. Đó, cho miếng nước mắm vô. Đây, mời cả nhà ăn gỏi cả nhà ơi. Quá giòn. Nó chua ngọt, ngọt giòn. Nó nhiều cái giòn ở trong miệng mình nhiều lắm. Bánh bột tôm nó cũng giòn nè, trong biển nó cũng giòn nè, lỗ tai heo nó cũng giòn nè. Ngon quá. Sướng gì? Rau nhiều. Nè. Chấm ăn mới đã. Ông không phải ăn thịt, ông phải ăn rau. Gỏi con rau nhiều cũng ngon. Mấy miếng lỗ tai heo này nó ngon thôi. Ngon quá. Ông ăn cơm hả? Mình ăn gỏi ngon quá trời. Cái món này ăn giờ nó bắt quá. Chua chua, cay cay, giòn giòn, một ngọt, còn thêm cá mà nó mặn mặn nữa thôi. Vậy mới lạ, có rụm rụm giòn rụm. Ăn là nước rồi, sợ nó gớt. Nó sợ nó gớt cả nhà. Vậy mà nó cũng gớt. Cũng đã quá. Ăn theo cách này chắc ăn khỏi gớt. Không sợ gớt. Trời, gớt lụm lên nó ngon. Chắc hết dĩa gỏi luôn quá cả nhà ơi. Ngon quá. Không có hai cái cơm cũng ngon luôn. Đã quá.
muối gì ăn mới đã. Quên. Chỉ vô. Chỉ vô. Hai chồng trong quốc hết đi gỏi luôn đó. Nó ngon. Ngon quá ngon luôn á. Quá đã. Thì ăn không khỏi nhậu nhẹt gì trơn á. Trời ơi, ăn nó ngon chứ. Mắm anh lấy ở đây hơi nhiều quá, thôi em lấy cái này, ăn cái này. Để nó mắm ngon quá. Anh thấy không, cái dưa leo với cà rốt đó, mình nấu giấm đường ngâm để qua đêm, thấy nó giòn, nó thấm vô ngon hết sức vậy. Nếu mà mình để tủ lạnh nữa đó, nó giòn sẵn luôn mọi người, ngon lắm. Phải chịu dơ tay mới ngon. Đó, trang lên. Đó, đồng quốc. Ừ, ngon. Giờ mình sợ gớt. Bữa em ăn ngâm nước nước. Không sợ gớt. Sợ gớt. Uống xuống sợ gớt. Gớt ổn. Để kéo mà gớt kéo nào. Bây giờ nay mà ngon quá, không say không dậy luôn á. Củ hành nữa. Ăn kiểu này mấy thằng bạn nhậu á, nó gặp nó gầy chết luôn. Nó có nhiều mẹ nó luôn. Mà nguyên đống bánh là hai chồng bước lá luôn phải không? Mới trời ăn miếng cá vô mặn mặn ngon. Nó không ngán, ngộ nữa. Clip tới đây hết rồi cả nhà ơi. Xin hẹn lại clip sau nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Đang ăn ngon quá cả nhà ơi. Ông này cũng làm mất hứng quá. Con chuối không? Mày nói đi. Chào Hoàng Minh TV 1964 cũng kết thúc video tại đây luôn. Hẹn gặp lại cả nhà video sau á. Cả nhà xem video của hai vợ chồng, cả nhà cho xin một like, đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để làm động lực các cả nhà, hai vợ chồng làm những clip sau hay hơn và tốt hơn. Dạ, một lần nữa Hoàng Minh TV 1964 xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, bye bye.